anh em nhá. Thì vẫn là cái vấn đề bản quyền thôi. Thì hôm trước mình có cảnh báo mấy cái thanh niên lấy video của mình, thì mình cũng có rất chi là lịch sự sang yêu cầu lọ kia, nhưng mà chả có nói chuyện gì với mình cả. Thì thôi, mình cho ra đi. Có hai kênh, thì một kênh mình đây, kênh Cầu Cá Sông, ít nhất các bạn thì tự thân vận động đi. Mà cái thanh niên này, mình nghĩ là cái thanh niên này toàn là không biết một tí gì câu kéo đâu, đi ăn trộm tất cả các video của các cái của các người khác. Không kéo tất cả những cái video trên kênh này của ông ấy là ông đều đi ăn trộm của các kênh khác. Đây, Cầu Cá Sông, Phoenix, tài khoản này bị chấm dứt do nhận được khiếu nại vi phạm bản quyền bên thứ ba, đấy chính là tôi. Khiếu nại kênh này sập luôn. Có một thanh niên nữa rất chi là oái oăm, kênh gì nhỉ? Vì tôi quên, tôi không lưu cái video của tôi mà tôi bạn yêu cầu xóa đi, mà bạn ấy lại chơi cái trò khiếu nại ngược lại, là bạn ấy bảo là video của bạn ấy. Tôi cho bằng chứng lên, thế là vỡ mồm con chó luôn. Riêng cái kênh đấy thì không bao giờ phục hồi được nữa, và chỉ có cách lập tài khoản khác, Google FC quản lý. Đây còn một kênh Nhật ký cần thủ. Nhật ký cần thủ này, đây này, video của tôi chứ còn của ai. Anh em xem thì biết, nhưng mà bạn này thay nhạc đi rồi, nhưng mà tôi thiếu gì cách khiếu nại đâu. Khiếu nại về hình ảnh, không âm thanh thì tôi khiếu nại hình ảnh. Các bạn làm nhòe đi nữa thì tôi cũng có thể khiếu nại được. Đấy, video của mình. Vào đây tôi chưa thèm rep, tôi còn chưa thèm rep cái video này, không thích cái video này. Đây, 3 ngày trước là hiện tại bạn đang đánh cắp rất nhiều video của tôi, bạn không xin phép cũng như không ghi rõ nguồn, đề nghị xóa hết các video đi, đã lấy của tôi nhé. Cho bạn này 3 ngày rồi, và đến hôm nay là 3 ngày không có bất cứ một cái động thái gì nói chuyện với mình. Cũng không xin phép, cũng không hỏi gì cả. Bơ. Coi không cần biết. Đây cũng lom dom được mấy chục người đăng ký, là 30 người đăng ký này. Như làm như này thì cứ muốn lấy đi đất nhà khác để mang về xây nhà vệ sinh cho mình thì làm sao mà được. Đây anh em, thanh niên này, thanh niên trước mấy thanh niên này không khéo là cùng một kênh nhé. Lấy rất nhiều video của mình luôn, mình nói không có bất cứ một cái động thái gì cả, tính red up video về ăn đây mà. Mình nghĩ tất cả những cái video ở trên đây là đều một thanh niên ăn trộm của các kênh khác, chứ còn cái thanh niên úp cái video này chả biết cái gì câu kéo mẹ này cả. Nói thì nhanh, Thập Cẩm Chí Khương này rất nhiều video này. Không biết là của bạn ấy có cái video nào không mà thấy ăn trộm rất nhiều, nhiều lắm. Cái kênh này mà chết thì cực kỳ phí này, bởi vì cái lượng video của bạn này mà chịu khó làm red up lên thì rất chi là nhiều luôn. Đây này, không khéo phải đến vài trăm video ấy. Của mình thì rất chi là nhiều, của mình cũng phải có vài chục cái video ở đây. Đây nhìn này các bạn, anh em xem này, đông quá nhiều video luôn. Mà cái kênh này tự dưng bây giờ ngày mai anh em mà thấy cái kênh này không sủi tăm nữa, hoặc là ngày kia mà không sủi tăm nữa, thì bạn này cực kỳ buồn. Anh em lên gõ mà cái nhật ký cần thủ, cái kênh này là không thấy nữa đâu nữa luôn. Có phải là anh em phí công không? Có công làm thì ít nhất phải quay ra nói chuyện với người ta. Quay ra không nói gì cả, mà ở đây là mình lịch sự, mình còn sang mình nói này, cũng không có cái động thái gì. Mình thì thôi, đừng có trách mình nhá. Các bạn là tự làm tự chịu, thứ nhất là, cái thứ hai là cái coi thường mình, sản phẩm của mình. Mình qua mình nói chuyện nhưng mà cũng không có cái động thái gì cả, rất chi là coi thường, không thèm trả lời luôn. Thì xin lỗi bạn này, là kênh của bạn cũng sẽ đi thôi. Mình xin nhắc nhở anh em, có anh em nào mà có ý định red up video của mình, thứ nhất là phải trước tiên hỏi xin phép mình, khi mình được sự đồng ý của mình thì hãy red up video nhé. Kênh của mình tại sao nó lại đứng vững lâu đến như thế, tại vì tất cả mình không vi phạm bản quyền bất cứ một cái gì cả. Về nhạc thì là mình lấy nhạc chính gốc của YouTube là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về hình ảnh thì là do mình tự sáng tạo và mình tự làm ra.
nên là mình là cái người tạo ra bản quyền, nên là không ai có thể khiếu nại được. Đáng tiếc cho các bạn này, rất buồn. Sao nào bạn nào bắt đầu đi vào hoạt động từ 4 tháng trước 4 tháng trước cũng kỳ công lắm, mới 4 tháng làm được tầm này video mà bây giờ tự dưng lại làm được tầm này video mà tự dưng lại bị sập kênh thì thôi, chia buồn với bạn. Do làm bạn coi thường mình. Rồi. Trong khi chờ đợi hàng mình đặt từ bên Nhật về. Cái lưỡi câu thì mới khó nhập thôi, chứ còn ba cái đồ khác thì nhập vào Việt Nam cũng được. Mình đang chờ một thằng cu em mình nó gửi ở bên Nhật về nó rơi. Nếu nay mình chờ nó dài cổ rồi, 8 ngày rồi mà chưa thấy hàng đâu. Hàng về thì mình sẽ thông báo trên kênh cho anh em xem. Thì mình đã bắt đầu làm lăng xê, thì lại có lăng xê gửi cho anh em thôi. Thì mình hy vọng sẽ là một ngày gần nhất thì mình sẽ nhận được cái lô hàng gửi về. Thì mình nhập một số linh kiện linh tinh, lò xo rồi khóa rồi dù Việt Nam thôi. Thế còn lưỡi câu thì từ bên Nhật chuyển về. Ok, khi mà có thì nó sẽ đăng nó sẽ hiện thông báo lên ở trên kênh thôi. Với những anh em nào mà đã đăng ký và bật chuông rồi thì nó sẽ hiện thông báo ngay video clip mới nhất của mình. Rồi, cảm ơn các bạn. Mong một lần nữa mong các bạn rate up video hãy lưu ý nhá.